Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, với những giải pháp cụ thể phù hợp thực tế, lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2022, sản lượng lương thực có hạt của toàn thành phố Sông Công đạt trên 21.500 tấn trên 550 ha chè, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt đạt 120 triệu đồng một năm. Năm 2023, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3% trở lên tỷ trọng nội ngành lĩnh vực nông nghiệp đạt 96%, giá trị sản phẩm thu trên một hectare đất trồng trọt đạt trên 140 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 90 triệu đồng một người một năm.